cây mà không thẳng hàng là phải làm là nó thẳng. Ngoài kia tí quay cho xem. Hai thằng làm lệch cây xíu để đào lại, gấp lại. Vui. Công việc trồng cỏ làm cho sạch, không cần nhanh, chiến kỹ và đẹp. Do it. Go. Đẹp hơn hẳn khu người Việt và nhìn nó thích lắm. Mình nay đi trồng cây làm nhà, nhìn thấy cây nhà trông rất đẹp. Nên là trồng cây, cây dọn dẹp tí.